Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả thân thương của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc tất cả quý vị một ngày mới tốt lành, luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ giúp cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng dự đoán được những tai ương vận hạn xảy đến với mình trong năm mới này. Cũng bởi vận khí của con người luôn luôn thay đổi, thế nên bạn cần phải nắm bắt tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng trong năm mới, năm Nhâm Dần để có được những bước đi đúng đắn nhất cho mình. Xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ giúp cho bạn thấy được những chi tiết về cuộc sống của mình, về các mặt như là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì có cái nhìn tổng quan cũng như là rất là chi tiết và chính xác nhất về vận số của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải lá số tử vi chi tiết nhất cho tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 Nhâm Dần nữ mạng. Và qua phần luận giải này thì đặc biệt đó là thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Nhâm Tuất. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng như vợ chồng son. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng vào năm Nhâm Dần có thể là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển cuộc đời của bạn. Nhờ có các tinh hoa cái, sự nghiệp, tài vận và vận quý nhân đều dồi dào, may mắn vô cùng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng, hung cát, hung vận, phi liêm, bạch hổ, cát vận, hoa cái, tam hợp. Tổng quan, tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng vào năm Nhâm Dần có thể là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển cuộc đời của bạn, đặc biệt là với sự giúp đỡ của Thái Tuế và ngôi sao may mắn hoa cái, sự nghiệp, tài vận và vận quý nhân đều dồi dào, may mắn vô cùng. Nhưng dù có vận may tốt đến đâu thì cũng không được chủ quan bởi có bạch hổ và phi liêm đang cố gắng phá hoại vận trình của bạn. Đây là một năm để cố gắng phấn đấu hết sức, gợi ý cho Nhâm Tuất có thể tham khảo phong thủy tuổi Tuất năm 2022 để cho vận trình được may mắn và suôn sẻ hơn. Đặc biệt, trong năm 2022 Nhâm Dần, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để hóa giải. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Nếu biết nghênh đón ngài, sẽ được lộc trời cho, còn không biết mà phạm phải thì không gì hung họa bằng. Vậy nên quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế đặt trong ví, trong túi hoặc sau ốp điện thoại để hóa giải. Sự nghiệp đánh giá 5 sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình sự nghiệp của con giáp 40 tuổi trong năm nay nhìn chung khá lạc quan. Đặc biệt, một số người tuổi Tuất tự gây dựng sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội về công việc của mình và bạn sẽ thường gặp được những thành quả bất ngờ trong cuộc sống. Đồng thời, những người thuộc ngành nghề khác cũng thể hiện rất tốt ở nơi làm việc. Với sự trợ giúp của hoa cái, bạn sẽ được nhiều chuyên gia giúp đỡ và hỗ trợ, được lãnh đạo trọng dụng hơn. Bởi vậy, hãy nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tài vận đánh giá 4 sao. Đường tài lộc của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 cũng khá tốt, nhất là về vận chính tài, có nghĩa là chỉ khoản tiền thu nhập do chính bản thân tạo ra. Nhờ sự nghiệp phát triển thuận lợi mà tiền lương cũng được tăng lên, chức vụ cao hơn. Không chỉ vậy, bạn còn được thần tài phù hộ và giúp đỡ về mặt thiên tài, có nghĩa là khoản tiền đến nhờ may mắn trời ban, nên đầu tư sẽ thu về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hãy nhớ đề phòng sao bạch hổ quấy nhiễu bởi nó có thể mang đến xui xẻo khiến cho việc làm ăn thua lỗ nghiêm trọng. Vậy nên quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để cải vận. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy của nhà Phật. Khi mang theo bên mình, sẽ được thần Phật che chở hộ mạng, giúp khai thông trí tuệ, công việc, sự nghiệp hanh thông thuận lợi, từ đó mà tài lộc ùn ùn kéo về với gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Tình cảm đánh giá 5 sao. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, nhờ tam hợp Thái Tuế mà vận trình tình cảm người này cũng rất ngọt ngào. Những người đã kết hôn sẽ vô cùng gắn bó,
vợ chồng quan tâm thấu hiểu lẫn nhau cho nên vận hôn nhân vững vàng. Trong phương diện tình thân, tuổi này và con cái của mình cũng rất hòa hợp. Mẹ hiền, con ngoan, có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hoặc tâm sự về cuộc sống của mình. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng, về vận sức khỏe bị sa sút, yếu đi trong năm. Bị các hung tinh Phi Liêm và Bạch Hổ tọa mệnh, bạn dễ bị ốm và cảm lạnh, thương hàn. Đồng thời tuổi Tuất cũng có thể gặp một số chấn thương do tai nạn mà không rõ lý do. Mặc dù vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng. Bởi trong năm tam hợp với Thái Tuế, dù có bị hung tinh cản trở thì bạn cũng sẽ được Thái Tuế che chở và phù hộ. Chỉ cần bạn có ý thức làm tốt chuyện của mình, đảm bảo, chuẩn bị tốt cho các tình huống bất ngờ thì có thể yên tâm vượt qua năm nay. Bình an, đại cát, đại lợi. Để tăng cường may mắn và sức khỏe, quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất cũng cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân. Vật phẩm được chế tác dựa vào bộ tam hợp tuổi của chủ nhân tuổi Nhâm Tuất. Vậy nên, khi mang vòng bên mình, sẽ được quý thần tương trợ, giúp cho mọi việc hanh thông thuận lợi, hóa giải thị phi, tăng cường hòa hợp vợ chồng, hòa hợp gia đạo cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống. Tử vi từng tháng, tháng 1 đánh giá 5 sao. Trong tháng riêng âm lịch của năm Nhâm Dần, tuổi 1982 tương đối vui vẻ và hạnh phúc. Bạn bè cùng với người thân đến thăm nhà để chúc mừng năm mới, bạn sẽ cần thể hiện sự hiếu khách của mình với tư cách chủ nhà trong tháng này. Không khí vui mừng náo nhiệt, mọi người cùng ôn cố tri tân, vận mệnh của bạn nhìn chung khá tươi sáng và nhiều chuyện vui. Tháng 2, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng, có vận trình tài lộc có phần nổi bật hơn trong tháng này. Với sự giúp đỡ của Thái Tuế và Cát Tinh, bạn sẽ có nhiều thu hoạch bất ngờ, tình hình lợi nhuận thu vào rất khả quan, đặc biệt ở vận thiên tài. Bạn đầu tư ở đâu thì sẽ trúng ở đó và có cơ hội kiếm được bội tiền trong tháng này. Tháng 3, đánh giá 2 sao. Vận trình sức khỏe của bạn không lý tưởng trong tháng 3, bị can thiệp bởi sao hung tinh Phi Liêm. Những người tuổi Bính Tuất có nhiều khả năng bị thương do tai nạn, đặc biệt là người làm công việc hay di chuyển như là lái xe, đi công tác, rất dễ bị tai nạn giao thông. Bởi vậy, tử vi số khuyến cáo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe và đảm bảo thật tốt an toàn của bản thân. Nếu không, hãy cố gắng đừng ra ngoài kẻo mang tai họa vào mình. Nếu có đi thì cũng cần phải đề cao cảnh giác, tránh phóng nhanh vượt ẩu, hãy đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu trong mọi việc. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Vận trình tổng thể tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, không mấy nổi bật trong tháng này, mang tính ổn định vững chắc, không hên hay là xui quá mức. Bất chấp ảnh hưởng của tiết thanh minh, bạn vẫn được Thái Tuế phù hộ và ban phước lành, nhờ đó mà ngoại cảnh không tác động lớn đến con giáp này. Không chỉ vậy, vận thế dù không phát triển mạnh mẽ, nhưng lại rất suôn sẻ, thuận lợi, bình an và thu về nhiều lợi nhuận. Như vậy, được xem là một điều may mắn trong tháng 4. Tháng 5, đánh giá 3 sao. Quan hệ nhân tế của người sinh năm 1982 có thể không được tốt cho lắm trong tháng này. Bị đả kích và can thiệp bởi sao hung tinh, bạn dễ bị kích động và cáu kỉnh hơn, đặc biệt là khi ở cùng với bạn bè, bạn sẽ luôn thiếu kiên nhẫn. Kết quả là tự làm cho mình có nhân duyên giảm đi xuống, xã giao kém đi, khó mà kết bạn được với ai. Đề nghị tuổi này hãy nên học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân và đừng lúc nào cũng để những cảm xúc xấu kiểm soát tâm trạng của bạn. Tháng 6, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng, rất lạc quan về sự phát triển sự nghiệp của bạn trong tháng 6 năm 2021, được thúc đẩy và hỗ trợ bởi Cát Tinh. Những người này sẽ bộc lộ năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Đặc biệt trong các hoạt động tập thể, bạn có thể phát huy vai trò là người chủ trì, điều động, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được bố trí trong tháng. Công ty vì vậy mà được sếp đánh giá cao và trọng dụng, đồng thời có cơ hội được đề bạt lên trưởng nhóm bộ phận. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, sẽ có vận tài lộc trong tháng có thể giảm sút. Do sao hung tinh tấn công, cho nên tháng này thu nhập của người tuổi Tuất không được tốt. Bạn có thể thường xuyên gặp phải nhiều vấn đề khó nhằn như là khó xoay vòng vốn. Và vì lẽ đó mà Nhâm Tuất cũng nên chú ý kiểm soát tiêu dùng trong sinh hoạt, không nên quá xa hoa, nếu không dễ gây thiệt hại nặng hơn về kinh tế. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Bính Tuất sẽ có vận trình tình cảm khá tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của chính tài, mối quan hệ của bạn và nửa kia rất ổn định,
đôi bên có thể hòa thuận ngọt ngào. Bạn có thể nhận được bất ngờ về tình cảm trong tháng này, chẳng hạn như là thụ thai, sinh con và cả hai sẽ cùng đón kết tình yêu của mình. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Những người sinh năm Nhâm Tuất 1982 có các mối quan hệ xã giao rất tốt trong tháng này. Nhờ sự trợ giúp của các cát tinh, bạn có thể gặp được nhiều quý nhân trong tháng này. Mạng lưới xã giao cũng có thể được mở rộng hơn nữa. Đây là một tin rất vui cho những người sinh năm Nhâm Tuất. Vì vậy, hãy mạnh dạn kết bạn trong tháng này. Tử vi số tin rằng bạn có thể gặp được một số người bạn tốt trong cuộc sống và những người này có thể hòa hợp và giúp đỡ bạn nhiều hơn trong tương lai. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 nữ mạng nhận thấy vận trình tổng thể của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 tháng này tương đối nhàn nhã. Bạn không có nhiều công việc bận rộn, cuộc sống gia đình về cơ bản không có gì đáng lo ngại. Vì vậy, hầu hết những người này đều có thể vô tư tận hưởng giờ phút dễ chịu này một cách trọn vẹn. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tuổi Nhâm Tuất nữ mạng trong tháng 11 có vận trình sức khỏe rất lý tưởng. Dưới sự che chở của cát tinh và thái tuế, bạn rất khỏe mạnh và hiếm khi mắc bệnh tật hay tai họa thông thường. Đặc biệt, kể cả những người vốn có thể chất yếu cũng có thể cảm nhận được rõ rệt điều này. Không chỉ như vậy, tinh thần của bạn trông cũng rất tốt, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhiệt huyết tích cực và lạc quan. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Vận tình cảm gia đình của Nhâm Tuất khá suôn sẻ trong tháng này. Mặc dù cuối năm, người tuổi Tuất không tránh khỏi những việc vụn vặt trong cuộc sống gia đình, nhưng may mắn, nhờ có năng lực tốt lại được cát tinh soi chiếu, nên bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió và không hề cảm thấy vất vả hay mệt mỏi. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn là quý vị đã biết được là mình cần phải làm và chuẩn bị những gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị sẽ áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta cải biến vận may của mình trở nên giàu có hơn. Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.